hướng dẫn các bạn cái kiểu bài thứ hai của bài toán xác định mặt cầu, xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyên đi vào cái xử lý các cái bài toán đó là liên quan đến yếu tố là có là hình chóp đều. Nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ đi tìm mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp đều. Nó khác với cả bài toán kiểu 1 là hình chóp có cạnh bên góc mặt đáy. Thì khác nhau ở cái gì? Bây giờ các bạn nhìn thấy phương pháp xác định. Phương pháp xác định tổng quát bước 1 vẫn là tâm đáy. Đúng không ạ? Xác định tâm đáy. Bước 2 là xác định trục của đáy. Bước 3 thì các bạn chú ý này. Bài này vì là hình chóp đều cho nên cạnh bên còn góc với mặt đáy không các em? Không nhá. Đúng không ạ? Thì khi đấy chúng ta sẽ lấy trung trực của cạnh bên bất kỳ. Của cạnh bên. Ở đây cạnh bên bất kỳ nhé, bạn lấy cạnh bên nào cũng được. Thì gọi trung trực của cạnh bên là delta. Đấy, trục đáy là D. Và các bạn chỉ cần cho cái trung trực delta này cắt trục đáy D ở đâu thì đó sẽ là tâm mặt cầu ngoại tiếp. Đấy, sẽ vẽ một hình tổng quát để các bạn mường tượng nó dễ hơn nhé. Các bạn nhìn lên bảng này. Hình tổng quát chúng ta có như sau. Giả sử thầy có một hình chóp đều SABC. Các bạn có biết xác định đường cao của một hình chóp đều không ạ? Bước 1 là bạn xác định tâm gì? Tâm đáy. Đúng không? Tam giác đều ABC thì tâm đáy là trọng tâm. Cho nên các em lấy cho thầy trung trọng tâm này. Đấy. Sau đó chúng ta vẽ đường cao lên. Thì ngay từ cái cách vẽ cái hình chóp đều này đã tặng luôn chúng ta bước 1 tâm đáy là trọng tâm, bước 2 trục của đáy chính là đường cao luôn. Các em hiểu không ạ? Ngay cái bài với cái bài này là tặng luôn bước 1, bước 2 là mình khi vẽ hình là mình đã phải làm sẵn rồi. Thôi người ta mình đi vào bước 3 luôn. Bờ xác định tâm mặt cầu của hình chóp đều chóp tam giác đều SABC kiểu gì thì các bạn nhìn này. Trung trực của một cạnh bên bất kỳ thì bài này chúng ta có mấy cạnh bên? Có 3 cạnh bên, các em lấy cạnh nào cũng được. Đấy, thì thầy sẽ lấy cạnh SA nhé. Thầy trung điểm của nó là K. Và từ K thầy sẽ kẻ vuông góc với cả SA đúng không? Nhưng mà nghe cho thầy nhớ này, đó là khi kẻ từ K vuông góc SA cấm các bạn kẻ song song với AO. Bởi vì sao? Trung trực vuông góc SA nhưng mà AO có vuông góc SA không? Cho nên mà kẻ song song là sai và ý nghĩa đúng không ạ? Chúng ta kẻ check xuống và check lên thôi. Như thường thầy kẻ check xuống. Đấy, vuông góc này đi qua trung điểm. Vậy cái đường này là trọng tâm. Cắt cái trục ở đấy, SO ở đâu thì đấy sẽ tâm Y. Và Y sẽ là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp của hình này. Nó khác với cả bài kia nhá. Bài kia là cái bài cạnh bên góc mặt đáy là khi đấy KY nó sẽ song song gạ gì đấy? AO. Bài này chúng ta không được phép kẻ song song. Thì bán kính ở đây các bạn muốn tính đúng không? Thì có hai cách. Một là các em dùng bản chất là bạn sẽ dùng tam giác đồng dạng. Đấy. Thì bài này bán kính của chúng ta thầy nhắc với các bạn rồi, lúc nào bạn đi tính bán kính lúc nào cũng nối từ tâm Y đến đỉnh S. Lúc nào nhỉ? Lấy IS là dễ tính nhất. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy vào tam giác SKI và SAO. Có nhìn thấy SKI với SAKO là hai tam giác đồng dạng với nhau không? À SKI với cả SAO. Thứ nhất là hai tam giác này trung đỉnh gì? Trung đỉnh S chưa? Và đều là góc vuông đúng không các em? Đều là tam giác có chứa góc 90 độ. Vậy nó sẽ đồng dạng theo tỷ lệ là góc gì? Góc góc. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ có là tam giác SKI đồng dạng với, các bạn ghi tỷ lệ chuẩn nhá. S đỉnh S trước này thì chúng ta sẽ có cái tương ứng là đồng dạng với tam giác là S OA. Đúng chưa? Đỉnh S giống nhau này, vuông tại O thì bây giờ từng vuông tại K. Thế từ đấy chúng ta sẽ có tỷ lệ cạnh giúp chúng ta tính được cái IS. Đó là SK trên SO sẽ bằng SI trên SA và bằng KI trên OA. Và thường với cái đề bài toán hình chóp ngoại tiếp, hình chóp đều ấy, bài toán hình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều thì lúc nào người ta cũng cho thông số để chúng ta đủ để chúng ta tính được theo các cái cạnh ở đây để chúng ta tính theo ra bán kính. Đấy, bán kính chạy IS này. Đây cách làm bản chất. Ngoài ra nếu em không làm bản chất em có thể dùng công thức tính nhanh.
có một công thức tính nhanh khá là mạnh, đó là R sẽ bằng A bình chia cho 2 lần D. Với A là cạnh bên. Với A là cạnh bên. Còn D là đường gì? Đường K của hình. Thì công thức này tại sao lại có? Người ta đi từ cái gì đây? Từ bản chất này, từ cái hình từ hai cái tam giác đồng dạng người ta chứng minh ra thôi. Còn đâu là bản chất là cái hai cách làm này như nhau. Thế nhưng mà nếu mà bạn làm bản chất thì bạn phải xét cái đoạn này ra, bạn phải nhìn, viết tỷ lệ chuẩn thì bạn mới tính được. Còn nếu mà làm trắc nghiệm mà các bạn dùng công thức thì đỡ cái đoạn là đi nhìn tam giác đồng dạng, tính ngay trực tiếp. Hiểu ý thế nó không ạ? Thì đây sẽ là cái cách làm chính của bài toán tổng quát chúng ta. Và đương nhiên đây là chóp tam giác, chóp tứ giác thì vẽ nó tương gì? Tương tự, đúng không? Chóp đều SABC, chóp đều tam giác, biết AB, biết SB, tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ hình ở đây cho các bạn dễ nhìn luôn. Các bạn tập trung nhìn hình nhá. Hình chúng ta ở đây luôn này. Tôi vẽ đáy là tam giác này. Bước 1 xác định tâm đáy. Tâm của tam giác đều là trọng tâm. Lấy trung tuyến chia làm 3 phần bằng nhau. Dựng đường cao luôn. Chóp đều là dựng đường cao luôn, từ đỉnh đi qua trọng đi qua tâm đáy đúng không ạ? Nha. Thì khi các bạn vẽ xong hình thôi, nghĩa là người ta tặng chúng ta luôn hai bước làm của bài xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp. Tâm đáy có luôn là gì đây? Là O. Trục đáy có luôn là S gì? RO luôn. Vậy đi vào bước 3. Nghe này. Vậy là các bạn hiểu rằng tất cả những điểm nằm trên cái trục O này luôn cách đều đỉnh A, đỉnh B với đỉnh gì? Đỉnh C rồi. Bây giờ chúng ta xác định nốt một đường nữa để cho nó cắt SO. Chúng ta sẽ ra tâm mặt cầu ngoại tiếp, đó là chúng ta sẽ lấy trung điểm, lấy trung trực của một cạnh bên bất kỳ. Thì bài này có 3 cạnh bên, bạn lấy cạnh nào cũng được, thầy sẽ lấy qua SA. Gọi K là trung điểm này. Được chưa? Thế qua K thì kẻ đường vuông góc với cả S gì đây? SA. Thì rất nhiều bạn làm nhầm nhá, đó là các bạn cứ qua K bạn kẻ song song với AO, bị làm quen tay giống cái kiểu 1. Nghe là kiểu 1 là SA vuông góc với mắt đáy, cho nên là SA vuông góc với AO thì chúng ta mới kẻ song song với AO đúng không? Bài này SA còn vuông góc với AO không? Không. Cho tôi phải chích xuống và chích lên. Thường thầy sẽ kể chích xuống này. Đây gọi là Y chưa? Thì cái đường này sẽ là đường trung gì? Trung trực của SA. Các bạn hiểu ý thế nó không ạ? Thế thì các bạn nhìn nhá. Tâm mặt cầu ngoại tiếp chưa? Chứng minh nhanh luôn này nhá. Y thuộc trục đáy đúng không? Vậy là IA bằng IB bằng Y gì? IC. Y thuộc trung trực của SA. Nghĩa là IS bằng Y gì đấy? IA. Vậy là Y sẽ cái đều đỉnh S, đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. Và muốn tính làm bản chất ấy thì lúc nào cũng nối đến đỉnh S. Chúng ta có bán kính là IS. Vậy bây giờ thầy sẽ đi tính IS đúng không? Bởi vì sao? Diện tích mặt cầu sẽ bằng 4πr bình phương. Mà R tôi biết là IS rồi. Tính IS kiểu gì? Đấy. Nhớ luôn rằng bài hình chóp đều, chúng ta muốn tính IS chúng ta phải dùng theo tam giác đồng dạng. Thì bạn nhìn tam giác đồng dạng sau này là SKI. Dễ dàng nhìn ra ngay SKI sẽ đồng dạng với cả tam giác SOA theo tỷ lệ góc góc. Góc S giống nhau đúng không? Đều có ta đều góc vuông rồi. Và còn nếu mà bạn để ý kỹ dày là cái tên kia hồi lớp 8 mình học rồi đúng không? Các cái tên của tam giác phải viết thật chuẩn, tỷ lệ chuẩn với nhau. Thế từ ấy thầy sẽ sinh ra tỷ lệ cạnh như sau. SK chia SO đúng không? Bằng SI trên SA bằng KI trên OA. Bây giờ chúng ta mình ngó vào thông số cạnh, người ta cho những cạnh nào đây? AB bằng A này, SB bằng 2A. Thì vì là bài hình chóp đều cho nên SB bằng SA bằng SC chưa? Như là SA bằng mấy A này các bạn? 2A. Nhìn nhá, cạnh này biết chưa? Đúng không? Cạnh này có biết không? Có. Bởi vì K là trung điểm thì SK bằng một nửa, nghĩa là bằng mấy? Bằng A. Cái mình muốn tính là anh này đúng không? SI là R này. Thế mà ngó SO mà biết là xong. SO chưa cho nhưng mà mình chắc chắn tính được như sau. Đây thầy sẽ tính SO trước ở đây nhá. SO em nhìn cho thầy vào tam giác SAO. SA biết chưa? AO mình tính được dựa theo tam giác gì? Tam giác đều ở dưới. Nhìn nhanh. Theo tính chất trọng tâm AO bằng 2 phần 3 lần A gì? AH. Mà tam giác đều cạnh A thì AH bằng A căn 3 trên 2. Nhớ luôn cái đoạn tính nhanh này. Vậy thì rút gọn AO sẽ bằng A căn 3 trên 3.
Đúng chưa các em? Thế biết AO, biết là Pythago tính được SO chưa? Đây là lấy chú thích luôn. SO sẽ bằng căn bậc 2 của SA bình trừ đi OA bình. Thế đây các bạn gõ là ở đây chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây? Là 4 A bình trừ đi A bình trên 3. Bấm vào tay máy tính xem ra bao nhiêu đây ạ? 4 chứ 1 phần 3 ra bao nhiêu đây các em? 11 phần 3 đúng không? Căn bậc 2 chưa? Căn là bao nhiêu? Đúng rồi. Đây, thế thì SO biết rồi, có tính được EI không các em? EI sẽ bằng SK nhân E chia mấy? Chia SO chưa? Các bạn hiểu không ạ? Vậy suy ra R sẽ bằng SI SK nhân SA trên SO. Nào, SK thay vào là 2A đúng không? Chia một nửa là A này. SA là 2A luôn rồi. Ở dưới chia cho căn 33 trên 3 để A nhá. Đáp án là gì đây? Phần 11. Biết R rồi thì mọi thứ đã trở nên xong. Thay vào đây tính được diện tích là 4pi nhân với 2 căn 33 trên 11 bình. Đó, bấm vào thay máy tính là bao nhiêu? Bao nhiêu đấy? 4pi. Pi đừng có bấm, bởi vì đáp án người ta cho pi rồi, đừng có bấm pi, bấm hệ số còn lại thôi. Phần 11. Biết R rồi thì mọi thứ đã trở nên xong. Thay vào đây tính được diện tích là 4pi nhân với 2 căn 33 trên 11 bình. Đó, bấm vào thay máy tính là bao nhiêu? Bao nhiêu đấy? 4pi. Pi đừng có bấm, bởi vì đáp án người ta cho pi rồi, đừng có bấm pi, bấm hệ số còn lại thôi. Cái gì 2pi bình đấy? 4 nhân với cả anh này bình phương lên là bao nhiêu? Ờ, bao nhiêu? 48 phần 11 hay là căn 48? 48. Ok. Đấy, thì đáp án ở đây phải sửa lại nhé. Bài này là bị gõ nhầm đề rồi. Câu này các bạn sửa lại thôi. Đây, đáp án nào. Cách làm thứ nhất là chúng ta dùng đồng dạng. Nhưng nếu bài này là dùng công thức tính nhanh, liệu có nhanh hơn không? Các bạn nhìn cách 2. Thì cách 2 chúng ta vẫn phải xác định mọi thứ như này đúng không ạ? Chỉ là chúng ta không tính toán từ cái đoạn chúng ta không tính toán từ cái đoạn là đồng dạng nữa. Thế bây giờ nhìn công thức tính nhanh, đây là làm bản chất này. Tôi nhìn cách 2 công thức tính nhanh là ghi nhỏ nhỏ đây. Nào công thức nhá. R bằng A bình chia cho 2 gì đây? 2D bình đúng không? A bình là cạnh gì? Cạnh bên. Cạnh bên là mấy A đây? Bình phương là 4A bình nha các em. Đường cao là gì? Là SO chưa? Thì cái việc tính SO chúng ta vẫn làm như bên này. Là căn 33 trên mấy? Căn 33 trên A. Giống hệt đúng không ạ? Có hiểu ý thế đó không nhỉ? SO đây này. SO là nhìn vào tam giác SAO này. Dùng Pythagore gì đây? Pythagore. Tiến hiểu chưa? Thì ở đây chúng ta thay vào đây chúng ta sẽ có bao nhiêu đây? SO đúng không? Là căn 33. Trong công thức ở đây là không là D nhá, chứ không phải là D bình. Trên 3 A. Các bạn bấm máy tính ấy, có đúng ra 4 ra R giống ở bên kia không? Vậy cũng ra đúng không? Vẫn là 2 căn 33 phần 11 A. Thì cái này nó làm gọn hơn cái việc tính gì? Tính toán. Các bạn hiểu không? Bài này khác này là chóp gì ấy? Tứ giác đúng không? Thế bơ đấy mình vẽ là hình gì? Hình vuông đúng không ạ? Đấy, bước 1 là cái việc này cho luôn tâm đáy này. Đường cao chứ trục đáy này. Nào các bạn nhìn,
Rồi, diện tích mặt cầu ngoại tiếp. Ok, diện tích thì bằng 4 pi r bình. Vậy cái quan trọng là chúng ta tính theo bán kính, đúng không? Bài này thầy sẽ dạy các bạn làm luôn theo cái cách là dùng công thức tính nhanh. Bởi vì bài này các bạn để ý nhá, tất cả các cạnh đều bằng A, nghĩa là cạnh bên là bằng mấy? Bằng A chưa? Và cạnh đáy bằng mấy? Bằng A. Và những bài nào em nhẩm viết thử công thức tính nhanh nha. Bài mình viết thử công thức tính nhanh nhá. R bằng gì? Bằng A bình trên D, đúng không? Thì nhìn này, cạnh bên người ta cho cạnh bên luôn chưa? Cạnh bên người ta cho cạnh bên chưa? Thay vào là A bình luôn, đúng không ạ? D là gì? Là đường cao, đúng không? Bơ ngó một chút, đường cao này của mình là S gì đấy? Có tính không? Có. Cạnh bên SD biết chưa? Muốn tính SO chúng ta tìm O gì? OD. Rồi Pythagore là xong, đúng không? Nhẩm ngay OD tìm được ngay. Tại vì sao? Đáy là hình vuông, đúng không? Thì đường bàn, đường chéo là A căn mấy? A căn 2. Thầy dạy các bạn rất nhiều lần rồi. Thế thì suy ra là OD của mình là A căn 2 trên. Đúng chưa các em? Thế thì ở đây Pythagore được chưa? Giải SO đúng không ạ? Pythagore chúng ta sẽ có là gì? SO sẽ bằng căn bậc 2 của SD bình trừ OD bình. Nào có lớp lời máy tính bấm nhanh thầy ra bao nhiêu đây? Thay anh này vào đây thôi. A bình trừ đi A bình trên 2. Vậy là A trên căn mấy? A trên căn 2. Rồi, A trên căn 2 thay vào đây, chúng ta sẽ có là 2 lần đường cao SO, đúng không? Là chia cho A trên căn 2. Kết quả là căn 2 trên gì? Căn 2 trên 2 chưa các em? Các bạn nhìn lên thầy câu 9. Hương Ngân quay chưa? Nào các bạn nhìn câu 9 này. Bây giờ câu đầu tiên mới dạng mới nhá, các bạn tập trung nghe này. Cho một hình cho ABC có mặt đáy là tam giác đều này. Đây, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông với mặt đáy, vậy nghĩa là mặt phẳng này vuông với mặt đáy. Được chưa? Tính thể tích của cầu ngoại tiếp. Bờ hình chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các em vẽ hình ra cho thầy. Đấy là tam giác đúng không? Đây nhìn đơn giản hình đơn giản em nhá. Thì tất cả những cái bài có mặt bên có mặt đáy thì nhớ thầy, giao tuyến là đường nào? Giao tuyến của mặt bên SAB với mặt đáy là đường nào? Biết lâu thế trời ơi. SAB với mặt đáy không biết xác định giao tuyến. Cái thằng kia, cái thằng mà thầy trêu kia. Giao tuyến là gì? AB đúng rồi. AB là chung nha các bạn, AB là của mặt đáy và của mặt bên chưa? Thì nghe này, cách xác định này là từ cái giao tuyến này bạn dựng lên một đường vuông với nó. Thì đọc một chút này, tam giác SAB đều chưa? Thì có phải là SH, nếu mà H là trung điểm của AB ấy, mà chúng ta nối đến đỉnh S thì nó sẽ vuông góc không? Đây nha, minh họa cho ông nào mà không đi học đầy đủ này. Đây tam giác SAB đều chưa? Nếu mà thầy là H là trung điểm ấy thì SH là vuông góc phải giao tuyến chưa? Đúng không ạ? Thì ở đây thầy lấy trung điểm của AB là H, thầy dựng đường góc lên. Cái này là tôi giải thích lại, nhưng còn đâu là mình đã học cả một cái bài toán hình chóp có mặt bên có mặt đáy rồi. Tính thể tích các thứ rồi. Vậy SH đường cao đúng không em? Nhìn tiếp này. Bơ quay về các cái bước làm. Đầu tiên là xác định tâm của đáy, rồi xác định trục của đáy đúng không ạ? Thế đáy là tam giác gì đấy? Tam giác đều. Cho nên là tâm đáy chúng ta lấy một đường trung tuyến là CH luôn đi. Tiện đang có trung điểm H, chúng ta lấy trung tuyến là CH luôn. Chia là mấy phần bằng nhau đây? 3 phần. Đây là tâm đáy chưa? Trục của đáy thì chúng ta sẽ vẽ song song với cả cái đường đường cao đúng không? Chính là SH đây này. Thì từ đây thầy vẽ đường song song SH luôn. Đấy. Tâm đáy, trục của đáy xong, xong bước 1. Bây giờ bài này các bạn nhìn mặt bên của mình là SAB đúng không? Các bạn lại phải xác định tâm của mặt bên SAB. Thì ngó thầy SAB là tam giác gì? Đều đúng không? Thì tâm lại là trọng gì? Trọng tâm. Đường trung tuyến là SH chưa? Chia là mấy phần bằng nhau? 3 phần.
Tâm thì lấy là điểm G đi. Xong chưa? Bây giờ là có tâm mặt bên rồi, xác định trục mặt bên đúng không? Thì thông minh một chút này, các bạn nhìn này. Trục mặt bên thì các bạn nhìn cho mình bài này đường nào đã vuông với mặt bên rồi. Thì tư duy như này nhá. Mặt bên SAB chưa? Đúng không? Vuông với mặt đáy ABC đúng không? Giao tuyến là AB chưa? Vậy trong mặt phẳng ABC có đường nào vuông với giao tuyến thì nó sẽ vuông với mặt bên đúng không ạ? Thế đường vuông với giao tuyến là C gì? Với đáy là tam giác đều mà. Thì sẽ là trung tuyến vuông góc chưa? Vậy thì CH là đường vuông với mặt bên đúng không? Thế thì qua G mình sẽ kẻ đường song song với cả C gì? CH. Có hiểu ý theo nó không ạ? Đấy, delta chưa? Và trục mặt bên với trục mặt đáy cắt nhau đâu? Thì đấy sẽ là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Các em hiểu ý thế nó không ạ? Đấy là xong, xác định tâm. Và bạn nhìn ngay GHOI dễ dàng chứng minh nó là hình gì? Đầu tiên là hình chữ nhật đã. Chưa biết vuông hay không? Chắc chắn hình chữ nhật đã. Đúng không? Bốn góc vuông rồi. Còn mày chắc chắn hình chữ nhật tại sao? Bởi vì để ý này, GH với cả HO là bằng gì? Bằng nhau. GH là 1 phần 3 của đường cao SH không? HO là 1 phần 3 của đường cao CH không? Mà hai tam giác SAB và ABC là hai tam giác đều giống hệt nhau. Cho nên là GH sẽ bằng HO. Vậy thằng này là hình vuông. Đấy. Mọi thứ xong xuôi hết rồi, mình ngó vào cái người ta hỏi cái gì đấy ạ? Tính thể tích đúng không? Thế bây giờ viết công thức thể tích này. Thể tích bằng 4 phần 3 pi r mũ 3. Vậy cái mình đi tìm là bán kính là cái gì? Thì sau khi tôi xác định tâm thì như thầy đã dạy rồi, đó là cứ nối y đến đỉnh gì? Đỉnh S. Đây sẽ là bán kính của chúng ta cần xác định. Và chúng ta có bán kính là IS. Muốn tính IS, các bạn nhìn ngay cho thầy, đẩy nó vào tam giác vuông nó trừ S đây. S, G, I. Đúng không? Delta kể song song với cả HO thì nó vuông góc rồi. Đấy. Thế thì muốn tính được cạnh này, chúng ta nếu mà dùng Pythagore ấy, chúng ta phải tính được SG với cả G gì đấy? G I đúng không em? Và dễ dàng tính được rồi đấy. Tại sao các bạn nhìn nhá. Ở đây thì ghi luôn Pythagore ở đây này là SG bình cộng với GI bình. Bây giờ thầy sẽ chú thích là SG GI tính thế nào bên này. Đầu tiên SG nhá. G là trọng tâm đúng không các em? Thì SG luôn bằng 2 phần mấy lần SH? 2 phần 3 đúng không ạ? Mà tam giác SAB có một cạnh là A chưa? Người ta cho AB bằng A đúng không các em? Vậy thì đường cao SH là A căn 3 trên mấy? Trên 2 đúng không? Lắp vào đây chúng ta sẽ có là 2 phần 3 A căn 3 trên 2. Rút gọn đi là A căn 3 trên 3. Các bạn hiểu ý rồi không? Vậy là xong SH nhá, à SG nhá. Thế GI tính như nào? Thì nhìn này, vì dễ dàng chứng minh được GHOI là hình vuông, cho nên đoạn GI này sẽ bằng với cả H gì đấy? HO cho các em. Vậy thì mình có luôn GI bằng HO. Mà HO lại bằng 1 phần 3 lần bao nhiêu đây? Của C gì? CH. CH lại là đường cao tam giác đều cạnh là A. Vậy CH sẽ là A căn 3 trên 2 nhân với 1 phần 3. Tóm lại là A căn 3 trên 6. Cả lớp có nhìn thấy điều này không ạ? Mọi thứ xong hết chưa? Thế thay vào đây bạn tính được bán kính không? Đấy, thế thay vào đây các bạn làm cái tính bấm đi. Vậy suy ra R thầy cần tính là bao nhiêu đây? Thay vào đi. Hồi nhầm luôn đi. 1 phần 3 đúng không? 1 phần 3 này. Đây là 3 phần bao nhiêu? 36. Lấy máy tính cộng vào đây. Đâu đâu thế? Ở căn 15 phần 6. Ok. Xong chưa? Bây giờ mình muốn tính thể gì? Thể tích mình thay vào đây. Lấy máy tính bấm luôn như này. 4, 4 gì đúng không? Thế đáp án nào đây? B. Đây là cái làm bản gì? Bản chất đúng không? Bây giờ thầy cho bạn dạng này công thức tính nhanh. Đúng không? Tất cả những bài mặt cầu ngoại tiếp này mỗi một dạng đều có công thức tính nhanh của riêng nó. Rồi ghi công thức tính nhanh này, cách 2 này. Thấy nhá. Công thức này. R sẽ bằng R bên bình cộng R đáy bình
trừ đi giao tuyến trên 4. Giao tuyến bình nhá. Cái R bên là gì? Là bán kính của mặt của đường tròn ngoại tiếp mặt gì? Mặt bên. R đáy là bán kính đường tròn ngoại tiếp mặt gì? Mặt đáy. Còn GT là giao tuyến của mặt bên vuông với mặt gì? Mặt đáy. Theo ví dụ bài này nếu mà thầy dùng công thức ấy, thì chúng ta sẽ tính cách nào đây? Các bạn nhìn nhá. Nhìn vào mặt bên trước. Mặt bên G là tâm nhá. Đúng không? Chúng ta vẫn phải xác định tâm G với tâm O này. Thì bán kính của cái mặt bên này này thì có phải G là tâm nối đến đỉnh. Vậy thì bán kính là G gì? GS đó. Thì thay vào đây chúng ta sẽ có GS bình. Đúng chưa các em? Bơ R đáy nhá. O là tâm đáy chưa? Có đúng không? Thế thì từ O nối đến một đỉnh bất kỳ sẽ là bán kính gì? Vậy bán kính là C gì? CO. Đúng chưa các em? Giao tuyến thì là giao tuyến của mặt SAB với mặt đáy chính là A gì đấy? AB. Vậy ở đây sẽ là AB bình trên 4. Cái này bằng A biết chưa? SGS luôn tính như lúc này cách 1 nhá. Thế còn anh CO thì khác một chút thôi. CO thì dùng lại công thức thôi. Bạn tính ngay là CO bài này bằng luôn G gì đấy? GS chưa? Vì hai tam giác đều này bằng gì? Bằng nhau. Thế anh này là 2/3 đường cao, anh này cũng 2/3 đường cao. Vậy là bằng nhau chưa? Vậy thì ở đây các bạn có thể thay luôn là GS bình luôn đúng không ạ? Cái bài này kết thúc chưa? Không tin các bạn thay vào đi, chúng ta tính vẫn ra là bằng căn 15/6a. Thế đây là cách thứ hai. Mà có vẻ như cách thứ hai làm nó đơn gì? Đơn giản hơn với bài toán trắc nghiệm. Các em hiểu ý thế nó không ạ? Vậy thì nếu mà đi thi các bạn nhớ được công thức thì dùng công thức luôn nhá. Đấy, còn hiểu bản chất thì rất tốt, bởi vì bản chất chúng ta dự phòng cho những bài toán khó. Những cái bài toán người ta không bắt tính toán R nữa, người ta hỏi một cái kiểu khác mà phải vẽ hình chính chất chuẩn chỉ thì chúng ta nên hiểu cách làm bản chất. Tôi nối BD này. Cái tâm của mình sẽ là D. Tại sao? Nghe chứng minh nhá. AD bằng A chưa? Đúng không? DC bằng A chưa? Nghĩa là DA bằng DC chưa? Và thầy chứng minh là DB cũng bằng A đấy. Cái tam giác ABD là tam giác cân đúng không? Bởi vì hai cái cạnh AB với AD luôn bằng nhau đúng không các em? Mà góc này bao nhiêu độ đây? 60 độ đây. Thì tam giác này tam giác gì? Thế cạnh này cũng bằng A đúng chưa? Cạnh này thì D cách đều A, cách đều B, cách đều C chưa? Vậy đây là tâm gì? Tâm của tam giác ABC. Đây là bước thứ nhất. Các em hiểu ý thầy nói không ạ? Bước 1 xong rồi dùng bước 2 là có tâm tôi dựng trục gì? Trục đáy. Đây là đường cao SH đúng không em? Được chưa? Thì qua đây thì kẻ đường song song với cả S gì đây? Xong nhờ cả lớp. Trục đáy có rồi nhá. Chuyển sang bước 2 là xác định tâm mặt gì? Mặt bên. Mặt bên SAB là tam giác gì? Tam giác đều đúng không? Đúng không ạ? Thì nhìn này, SAB là tam giác đều thì đường trung tuyến của mình là anh này đúng không? Chia là mấy phần này? 3 phần. Chọn tâm G chưa? Vậy là đây, điểm G này sẽ là tâm của mặt bên SAB. Bơ dựng trục của mặt bên đúng không? Rồi, nhìn xem mặt bên SAB có đường nào có thể vuông góc với cả mặt bên SAB rồi. Thì nghe thầy nói nhá. Dạy các bạn cái mẹo kết nối này. Có hai đường này đúng không? Muốn kẻ để nó cắt nhau nó phải đồng gì? Đồng phẳng. Thì nối hai cái chân đáy nó với nhau đi. Chứng minh rất đơn giản này. SH vuông góc với mặt đáy. Thì có phải SH vuông góc với cả HD không? Đúng chưa? Vậy qua G mà mình muốn kẻ. Đây qua G đây. Một đường vuông góc với cả SH thì chúng ta kẻ song song với cả HD đấy. HD. Có hiểu như thế nào không ạ? Đấy. À không, nhưng mà từ từ nhá. À, quan trọng là chúng ta phải chứng minh nữa là HD nó phải vuông góc với mặt bên SAB đúng không? Thì chỉ cần vuông góc với cả giao gì? Giao tuyến thôi là xong. Thế các bạn nhìn thấy tam giác ABD là tam giác đều chưa? Mà H là trung gì? Trung điểm. Tôi có phải DH là đường cao của tam giác đều không? Nào nhìn ABD tam giác đều không? Có H là trung điểm AB chưa? HD vuông góc với AB đúng không? Và quan trọng là trong mặt đáy có một đường nào vuông góc với giao tuyến AB thì nó sẽ vuông với mặt phẳng SA gì đấy? SAB. Vậy muốn dựng trục của cái mặt bên chúng ta qua G kẻ song song với HD này. Nó sẽ cắt đường thẳng D tại đâu đây? Tại Y.
Và Y sẽ là tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Các em hiểu cách làm bài này chưa? Ok không ạ? Và từ đấy thầy nối Y gì đây? YS vào với nhau. Ok chưa các em? Thế có YS rồi, bây giờ mình tính bán kính chính là Y gì đây? YS luôn. Và nhìn ngay vào tam giác SG gì? SGY. Chúng ta sẽ tính thông qua tam giác vuông này. Các lớp hiểu cách làm không ạ? Đấy, đấy nhá. Thế còn bây giờ nếu mà dùng bài này dùng công thức tính nhanh thì chúng ta dùng luôn được. Mà dùng công thức tính nhanh chúng ta có như sau. R sẽ bằng R mặt bên cộng R đáy trừ giao tuyến trên mấy? Trên 4. Nào, R bên là gì? G là trọng tâm đúng không? Thế thì bán kính chính là G gì? GS cho các em. RB sẽ bằng GS. R đáy thì sao? D là tâm nhờ, đúng không ạ? Thì cứ từ tâm này nối đến một đỉnh bất kỳ trong tam giác ABC, vậy là bán kính cho D gì? DA. Đấy, DA bằng A luôn rồi. Giao tuyến này là cái gì? Giao của bên SAB với mặt đáy là A gì đấy? AB. AB biết là bằng A rồi. Thế còn GS tính như nào đây? Chúng ta dùng nhanh đây. Tam giác đều SAB cạnh là A đúng không? Thế SH bằng A căn 3 trên 2. Mà GS là 2 phần 3 lần S gì? SH. Nghĩa là 2 phần 3 A căn 3 trên 2. Kết quả là A căn 3 trên 3. Ba cái cạnh này biết các bạn thay vào công thức này có tính được bán kính mặt cầu ngoại tiếp không? Các lớp hiểu cách làm chưa? Vậy thì xong bài, chúng ta thay nốt vào đây là xong, đúng không ạ? À không phải thay, tính luôn là xong rồi. Các bạn thay đi, bấm máy tính ra bao nhiêu? Bấm máy chưa? Đáp án nào đấy? Ok. Nếu bạn thay chuẩn chúng ta sẽ ra đáp án là gì? Là D. Có hỏi chưa không Tào? Các em chưa có này vừa đi. Các lớp hiểu bài này chưa? Vậy bài này khó nhất là các bạn xác định tâm gì? Tâm D. Các bạn nghe này, tập trung nhìn cái bảng này. Cái bài lăng trụ này là bài dễ nhất với cách xác định tâm cực kỳ đơn giản. Thế mời các bạn ghi cho thầy phương pháp xác định tâm. Phương pháp xác định tâm mặt cầu. Bước 1. Xác định tâm đáy trên. Và đáy dưới. Lăng trụ của mấy đáy các bạn? Hai đáy đúng không? Đấy. Bước 2. Nối hai tâm. Nối hai tâm với nhau. Chúng ta sẽ thu được trục của đáy. Và xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp rất đơn giản. Thì sẽ có hai kiểu hình. Bạn nhìn kiểu hình thứ nhất này. Đó là lăng trụ đứng. Các bạn nhìn nhá. Thì nhớ là đáy trên như thế nào thì đáy dưới tương tí, tương tự đúng không? Vì tính chất rất đặc biệt là hai cái mặt phẳng này song song lại bằng nhau đó. Thì nối vào. Ở đây thầy lấy bất kỳ nhá. Còn thực tế là trong bài toán của các bạn nó tùy từng tam giác đều là trọng tâm đúng không? Tam giác vuông là trong điểm cạnh gì? Cạnh huyền. Hình chữ nhật là giao của hai đường chéo, hình vuông là giao của hai đường chéo, cho nên là tùy từng bài. Thầy đang vẽ tổng quát là giả sử tâm đáy trên đây này, tâm đáy dưới ở đây chưa? Thì với cái bài như này các bạn chỉ lấy chung gì? Trung điểm trục thôi. Trung điểm trục sẽ là gì? Là tâm luôn. Tâm mặt cầu ngoại tiếp luôn. Bán kính thì em nối cho thầy từ Y nối xuống 3 đỉnh ở đáy dưới hoặc là 3 đỉnh đáy trên. Thường thì nối góc ngoài cùng bên phải, đỉnh ngoài cùng bên phải này. IA thì anh này chính là bán gì? Bán kính. Ok chưa các em? Đấy, nghĩa là đáy trên, đáy dưới nối vào có trục nhá. Lấy trung điểm của trục là xong, có tâm Y. Và từ tâm Y nối đến một đỉnh, chúng ta có bán kính luôn. Thế có những bài đặc biệt hơn là lăng trụ nghiêng thì sao?
Đúng chưa? Thì nó tổng quát hơn một chút. Đây, nhu trục đáy trên này. Hơi lệch nhỉ. Bạn nghe này, với bài lăng trụ nghiêng thì chúng ta không thể lấy trung điểm được. Bởi vì ở đây là song song với nhau đúng không? Cạnh bên với cạnh này song song nhau thì lấy trung điểm ok này, còn nghiêng thì bạn phải lấy trung gì? Trung trực. Hiểu không ạ? Lấy trung trực chưa? Chúng ta kẻ trung trực này, nó sẽ chéo xuống. Nó sẽ cắt ở điểm này. Thì đây sẽ là tâm. Các lớp có hiểu ý thế đó không ạ? Hiểu không đấy? Vẫn không hiểu à? Hiểu chưa? Không hiểu, trò này không hiểu. Cái này nó giống như cạnh bên của cái mặt đáy ấy. Đúng không? Tôi nhớ là đường lăng trụ đứng thì lấy trung điểm, không chưa? Còn lăng trụ nghiêng lấy trung gì? Trung trực và trách xuống. Cái này giống như bài chóp đều ấy, chóp đều cái cạnh này có vuông góc không? Đúng không? Thì nó không song song với nhau. Đây, cái đường này, hai cái đường này không được phép song song nhá. Đây phải tưởng em chắc cản xuống như này này. Đấy. Tất cả những cái hình chữ nhật này, đây là cái bài toán thực tế này. Người ta cho 3 thông số cạnh này, người ta không ghi gì. Thì bạn nhớ là quy ước chuẩn là chiều rộng, rồi đến chiều dài, rồi đến đường gì. Nhớ luôn quy ước chuẩn nhá, toán học ấy. Hoặc là sau này bạn đi làm công trình ấy, là quy ước chuẩn như thế. Thì ở đây nhá, rộng, dài gì, cao, không chưa? Thầy vẽ hình ra cho các bạn nhìn, hình một chữ nhật. Thì đấy là hình chữ nhật đúng không ạ? A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, A, B, C, D. Nào, cách nhìn lên bảng này. Tâm đáy trên với tâm đáy dưới dễ rồi đúng không? Hình chữ nhật là ra của hai đường gì? Đường chéo. Các bạn vẽ hai đường chéo ra cho dễ nhìn. Xong chưa? Trục của đáy luôn chưa? Bây giờ các bạn muốn xác định tâm đúng không? Vì là bài lăng trụ đứng thì bản chất cũng nhá, nếu mà chứng minh chuẩn chỉ là người ta cũng lấy trung trực. Nhưng mà lấy trung trực thì lúc nào cắt tại trung gì? Trung điểm. Với bài lăng trụ đứng, cho nên không cần phải nghĩ nhiều, lấy luôn trung điểm đi. Vậy đây sẽ tâm mặt cầu ngoại gì? Ngoại tiếp. Bán kính đúng không? Thì bạn nối đến một đỉnh bất kỳ, đáy trên hoặc đáy dưới. Thường thầy sẽ nối đến đáy trên, đáy dưới, nhưng mà ngoài cùng bên gì? Bên phải, cho mình nó đẹp. Thế là thầy nối đến ID. Đấy là cái kinh nghiệm thôi, còn các bạn thích nối kiểu khác được, đấy việc các bạn. Kinh nghiệm nào hình nó dễ nhìn nhất thì thầy truyền đạt cho các bạn. Bơ tính ID là xong này. Rất là dễ đúng không? Nhìn này, trục của đáy luôn bằng cạnh bên của hình hộp đúng không? Mà cạnh bên chứ là đường gì? Đường cao chưa? Đề bài là mấy đây? Chắc này một nửa của nó là một phần mấy? Đúng rồi, 1/2. Hiểu ý thế đó không ạ? Bơ muốn tính cạnh này đẩy vào tam giác vuông, đúng không? I, O, D. Nhìn tao này chưa? Anh này 1/2 đúng không? Anh nhẩm nhanh nhá. Cạnh bên của đáy thì bạn ý, đáy là hình chữ nhật. Nhưng mà lại có hai cạnh bằng gì? Vậy là hình vuông đúng không em? Hình vuông có cạnh bằng 2 thì BD sẽ bằng 2 căn mấy? 2 căn 2. Và OD bằng một nửa của BD. Nghĩa là OD bằng nhiêu? Căn mấy? Căn 2 luôn. Thầy biết IO, biết OD có tính được ID không các em? Pi là gì? Pi là gòn. Vậy ID ở đây 1/2 tất cả bình cộng căn 2 tất cả bình. Bấm máy tính đi, căn bậc 2 của 4, à căn bậc 2 của 2 cộng 1/4 là bao nhiêu đây các em? 3/2 luôn. 3/2 đẹp luôn. Vậy mình có bán kính là 3/2 chưa các bạn? Đáp án nào đấy? C. Lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông đúng không?
Nào các bạn nhìn nhá, tập trung nghe vấn đề này. Đấy là tam giác vuông tại A. Vậy thì muốn xác định tâm thì bạn nhìn này, vuông ở đây đúng không? Đúng chưa các bạn? Thì tâm đấy là cạnh nào đây? Cạnh huyền đúng không? Chưa hiểu cạnh huyền đúng không? Cạnh huyền là B gì? Đây sẽ là tâm O này. Thì tương ứng đây là O gì? O phẩy chưa? Vậy trục của đấy là gì? O phẩy nằm bên ngoài. Và vì là lăng trụ đứng đúng không? Cho nên chắc chắn rằng tâm mặt cầu sẽ trung gì? Trung điểm Y. Hiểu vấn đề không ạ? Ok chưa các bạn? Bờ tình bán kính, bờ đọc kỹ này. AB bằng 2A căn 3. Đường chéo BC phẩy, BC phẩy là anh này, tạo với mặt phẳng, mặt phẳng nằm trong. Thế bạn ý nhá, nếu mà Y là trung điểm ấy thì hai đường chéo cũng đi qua Y chưa? Chứ BC phẩy cũng đi qua gì? Đi qua Y. BC phẩy tạo với mặt phẳng nằm trong, mặt phẳng này một góc bằng 60 độ. Bây giờ đi và xác định góc nhá, rất nhiều ông không làm được câu này. Góc giữa BC phẩy với mặt phẳng A phẩy C phẩy C. Nào, đúng quy tắc thầy dạy rồi. Giao điểm là gì? Giao điểm là gì? BC phẩy cắm với cả mặt phẳng A phẩy C phẩy CA. Tại gì đấy? C phẩy chưa? Vậy giao điểm thì viết là giữa. Đúng không? Điểm còn lại đóng vai trò là đỉnh gì đấy? Đỉnh B chưa? Có đúng không các em? Chân vuông là gì? Là từ đỉnh B chúng ta kẻ vuông đến mặt phẳng dựng đứng A phẩy C phẩy C. Ngày xưa học khoảng cách rồi nó rất là muốn từ B mà kẻ đường vuông với mặt phẳng này ấy. Thì từ B chúng ta kẻ vuông với cạnh đối gì? Cạnh đối diện. Cạnh đối diện của B mà nằm trong mặt phẳng trên chính là A gì đấy? AC chưa? Có nhìn không ạ? Vậy thì tiếng Anh có B gì đấy? BA. Người ta cho trước chưa? BA góc với AC chưa? Chứng minh luôn này, BA góc với AC. BA vuông với AA phẩy. Vậy thì BA vuông với cả mặt phẳng A phẩy AC C phẩy chưa? Vậy chân góc sẽ là gì đấy? Là A. Và góc mình cần xác định là BC phẩy A. BC phẩy A là góc này. Vẽ màu xanh nó dễ nhìn nhá. Này. Có nhìn thấy góc này không ạ? Góc này người ta cho bao nhiêu đây? 60 độ. Rồi, tóm lại là bán kính mặt cầu. Nào, bây giờ chúng ta thử dùng công thức tính nhanh luôn nhá. Xem, bởi vì bài tính bán kính dùng được công thức tính nhanh. Lỗi, thầy chưa giới thiệu công thức tính nhanh đúng không? Thì tôi không giới thiệu nữa. Tự làm. Nào, cần gì thế này? Y chưa? Là tâm mặt cầu chưa? Đỉnh, có 6 đỉnh, 3 đỉnh trên, 3 đỉnh dưới đúng không? Thì là Y đấy. YB là bán kính thôi. Bơ tính được IB là xong đúng không? Tôi dạy công kỹ thuật làm này. Công muốn tính mặt cầu ấy, bán kính mặt cầu mà loại cho góc đúng không? Phải gắn kết ngay là bán kính này nó liên quan gì đến cái góc này. Thế ngay là BI bằng một nửa BC phẩy chưa? Bởi vì mặt này là mặt là hình chữ gì? Hình chữ nhật. Đúng không ạ? Chứ giao của hai đường chéo này mà Y là trung điểm. Chắc chắn bạn, nói chung cái này quá dễ rồi, các bạn tự chứng minh lại nhá. Chắc chắn là Y là trung điểm BC phẩy rồi. Đấy. Thế thì BI bằng một nửa của BC phẩy chưa? Thế thì BI tính được khi mà BC phẩy tính được đúng không? Mà BC phẩy liên quan đến góc 60 độ ấy chưa? Bây giờ nhìn kỹ vào góc này, tam giác này có vuông ở đâu không? Câu trả lời là có. Bởi vì sao? Lỗi thầy vừa chứng minh rồi, chúng ta dễ dàng có AB vuông góc với cả mặt phẳng A phẩy AC C phẩy. Mà khi AB đã vuông góc với mặt phẳng này rồi, A phẩy A, thì suy ra chắc chắn rằng AB sẽ vuông góc với cái đường nằm trong mặt phẳng đấy, chính là AC phẩy. Đấy. Vậy thì cái tam giác màu xanh thầy vừa vẽ này này, vuông ở đâu đấy ạ? Vuông tại A chưa? Có đúng không em? Tam giác vuông mà có góc 60 độ, vậy chỉ cần biết một cạnh thì tính ra các cạnh còn lại không? Xong bài đấy, một cạnh biết là A gì đây? Người ta cho chưa các em? Đúng chưa? Thế tam giác vuông, biết góc này, biết cạnh này, thì tính được cái cạnh này mình cần tính không? Đối trên tí? Trên huyền. Ok chưa cả lớp?
Vậy thì suy ra luôn, nhìn vào tam giác nào đây. A, C, phẩy B. Đúng không? Sin của 60 độ đi. Cạnh đối là AB. Chia cho cạnh nguyền là gì? BC phẩy. Vậy thì tương đương BC phẩy tôi sẽ tính là như nào đây? Bằng AB trên sin 60 đúng không? Sin 60 là bao nhiêu độ, là bao nhiêu đây các bạn bấm vào thầy đi. Tóm lại là chia xong bằng mấy đây? 4. Quá đẹp rồi. AB để bài cho nhá. Là 2A căn 3. 4A chứ nhỉ? Đúng không? 4 làm sao được? Rồi. Xong rồi. Đấy, như thầy vừa nói, BC phẩy chắc chắn luôn gấp đôi là B gì? BI. Vậy bán kính là bằng mấy đây? Chia 2 là xong đúng không? Xong rồi. Vậy R sẽ bằng BI. Bằng 2A. Bài toán trở nên vô cùng đơn giản khi chúng ta khoanh không thể trượt được. Đó là đáp án gì đây? Đáp án B.